Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay em rảnh rảnh hơn một chút, em lại làm video đóng lồng cho các anh xem này. Ơ sao cái lồng này bị hơi bẹp à? Đây này, đây là những con em đóng lồng bên miền Nam nhá. Còn miền Bắc thì sáng nay em đã gửi trước khoảng 4-5 lồng rồi. Nhưng mà gửi giờ nó khác nhau nên em không quay được, chỉ có miền Nam thì hay gửi 1 giờ vào buổi tối. Thì em quay luôn. Đây, 4-5 con nhỉ? 5 bạn đang đợi đóng lồng bên đây. Còn đây là gì? 4 bạn cái phối, 5 bạn cái phối. Bên kia một bạn nữa. Đây, 5 bạn đang đi đây. Bây giờ nó đang hơi tối rồi nên nhìn màu nó không được đỏ như bên ngoài. Có thể buồn cười đấy, thì mình đi ở đây lù 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 đi lại chứ. Này, đỏ đen đen gì cả, đu rông và đỏ đen nhá. Siêu đỏ luôn. Tai kém rồi. Đấy, hả? À, ở đây. Đây là chú Niệm ở Thanh Hóa này. Ngày trước chú mua con cái này là con cái hơn 2 tháng. Bên nhà em này bây giờ nuôi nó được phối rồi, hơn 1 tuổi, tầm con này mười mấy tháng chị Thúy nhỉ? Chú gửi con cái này lên phố này, với được chú được suốt một đàn rồi. Chú chuyên nuôi chó cái cho nhà em, chú bắt từ khi còn nhỏ. Bây giờ con này bắt đầu được phối lứa đầu tiên này. Đây là hai con cái phối này, 3, 4, 5 này, 5 con lên cùng một lúc, em chưa thả ra được. Với một con đang ở trong cái lô cốt đằng kia nữa. Đấy, nhìn xa xa. Đây nhà em đóng lồng đây, thì mọi các anh ở trong miền Nam chú ý giúp em nhé. Thì em thường là dán quyển sổ tiêm với một gói men tiêu hóa ở bên dưới như thế này. Và em buộc cái nắp lồng lên bên trên để cho nhà xe họ đỡ bắp mất của em. Tại vì em gửi rất là nhiều lần, nhiều khi em hay dán cái nhãn địa chỉ ở bên trên. Nhưng mà các anh ấy bóc, để các anh ấy xem địa chỉ là các anh bóc luôn cả gói thuốc, gói men với lại sổ tiêm của em đi. Nên là em phải buộc kỳ công như thế này. Thế mà vẫn có trường hợp bị mất. Kiểu người ta xe họ cũng nhiều việc, họ không để ý. Họ không để ý, với cả họ cũng không biết được là những cái này là những cái cần thiết cho con chó ấy. Họ cứ lột cái địa chỉ để họ ngồi trên xe họ gọi cơ. Gọi cho nó nhanh, để bắt chó dần đi. Hay là dặn xe kỹ càng rồi đấy, nhưng mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, đây là có 6 con cái phối. Mấy con ở trong lồng kia này em mới đón lên nhá. Đực nhà em có hơn 15 con đực cơ. Nên là các anh cứ yên tâm là không bao giờ bị trùng lịch hoặc là không có màu các anh yêu thích đâu. Đấy. Thì tí nữa em sẽ làm một cái video giới thiệu về phối riêng cho các anh. Còn bây giờ là em đang quay video đóng lồng thôi. Có khi dán địa chỉ lên luôn. Xong rồi bắt chó vào. Đây địa chỉ đây chị này, em ghi hết vào một quyển sổ đây rồi. 5 con. Đây. Trảng Bom Đồng Nai. Con Trảng Bom Đồng Nai này là cái con cắn dã man luôn này. Cho nó cái lồng. Cho cái lồng nào thật là chắc vào. To to mà chắc vào. Anh ở Trảng Bom Đồng Nai về tha hồ sướng. Thần kinh siêu căng đây anh chị em. 5 cái. Xếp hết lên trên đấy nhìn cho nó vào hàng lối. Huế này, Huế đi gần hơn. Dán đi anh Thịnh. Huế là mai là anh nhận chó luôn á. Ừ. Mai à? Vào trong thành phố Huế. Bình Định cũng gần hơn này. Còn dưa chuột nữa đây này, bỏ dưa chuột vào Ngâu ơi, lấy dưa chuột bỏ mỗi lồng 3 quả. Khi mà gửi đi miền Nam ấy thì mọi người cứ yên tâm nhá, em phải gửi nhà xe quen để nhờ người ta cho ăn uống chăm sóc, và em sẽ bỏ vào bên trong mỗi lồng khoảng, chị rửa hết rồi, 3 quả dưa chuột để cho nó cắn. Thứ nhất cho đỡ buồn mồm, thứ hai là nó khát nước thì nó sẽ cắn. Dán xứ xong rồi còn đâu. Thôi con Huế đi gần cho cái lồng đấy cũng được. Huế kia lồng nhỡ rồi. Ừ, thế cho con Huế lồng to kia cũng được. Con này là Bình Định cũng hơi gần. Xa như mấy tỉnh miền Tây. Mấy hôm nay bận quá chưa nghiên cứu được cái gimbal này chị Thúy nhỉ? Để quay cho nó đỡ bị rung. Ôi, con cái này của anh. Nó vầy. Sợ luôn. Thế à? Tí nữa quay một cái video cái phối. Để cho các anh thấy là em vẫn nhận cái phối rất đều luôn. Nhà em hơn 15 con đực cơ. Nên là mọi người cứ yên tâm, không sợ không chọn được con đực phù hợp với con cái nhà mình. Đây em đang làm video đóng lồng trước. Bắt chó vào dần đi. Cái con nào đây? Chẳng mong Đồng Nai à? Con ở Ngọc đấy. Đen trắng. Giữ dã man. Thần kinh
kính siêu căng. Cho vào đi em. Lồng siêu đỏ luôn nhá. Đỏ cháy luôn, anh nhận con này thì sướng. Rồi. Anh nuôi muốn luyện bao phê luôn. Không phê không lấy tiền đúng không? Đấy, bọn em khi mà dán bên trên em phải vòng một vòng nữa bên dưới để tránh cái trường hợp mà đi mưa gió nó bị bong ấy thì nó sẽ đỡ hơn. Bắt đầu đấy, con này. Con nào kia? Bình thường của ai đấy? Con Huế của em. Khi mà các anh mua chó bên em khi mà không đến trại trực tiếp được ấy thì mọi người lưu ý là em chỉ cần cọc trước một ít tiền vận chuyển thôi, còn em không yêu cầu là phải gửi tất cả tiền như nhiều bên nhá mọi người nhá. Nhưng mà như em có một anh ở Huế này là anh ấy cọc hết rồi, anh ấy chuyển hết tiền cho em luôn rồi. Đây mọi người xem, không lại bảo em chém gió này, anh ấy chuyển hết tiền cho em luôn rồi. Đấy. Và bây giờ em gửi chó vào cho anh ấy thử nhận thôi. Còn những anh khác thì bọn em sẽ chỉ gọi là đâu chị tím gì? Tím á? Tím à? Tím đâu nhỉ? Hay anh Đức cầm đi rồi? Con này bắt đầu nó sủa này. Không biết được. Lắm mồm. Thiếu dây hả chị? Tí nữa cho bọn này đi thì bắt đầu thả mấy con cái ra cho nó đỡ cuồng chân, em vừa mới đón về đến đây xong. Các anh ở xa mà không thể đến trực tiếp được nhá thì các anh thường gửi ô tô lên cho nhà em. Và em ra bến đón phối xong thì em lại gửi về cho các anh. Em quay video gửi cho các anh. Sủa kiên được. Thôi mà có Linh về đi thôi, không có muộn mất. Tối. Bây giờ là gần 6 giờ tối rồi mọi người nhá. Cãi nhau thi. Sủa thi. Bắt tiếp con của anh Đức vào. Con đực đỏ yếm đen là của chị, con Huế. Đấy đúng rồi. Huế, của lông Huế. Của anh ở Huế. Đấy, anh ấy chuyển hết tiền rồi, giờ anh chỉ nhận chó thôi. Còn những anh khác thì anh đã cọc trước cho em một chút gọi là vài trăm nghìn tiền vận chuyển để em báo với kế toán cho xuất chó thôi. Sau đấy thì em nhận chó, em gửi chó vào nhá. Thì các anh kiểm tra, nhận chó, kiểm tra sức khỏe của chó rồi mới thanh toán tiền cho nhà xe. Nên mọi người yên tâm nhá. Em gửi đi xa rất là nhiều rồi, bao giờ em cũng phải gửi nhà xe quen để người ta cho ăn uống cẩn thận. Đảm bảo làm sao mà đảm bảo được cái sức khỏe nhất cho các anh khi mà các anh nhận chó ấy. Bởi vì khách hàng đều là nhận chó rồi mới thanh toán tiền nên là mọi người cứ yên tâm. Em làm cũng 7-8 năm nay rồi nên là những cái vấn đề sức khỏe của chó rồi cách gửi rồi nói chung là kinh nghiệm gửi đi xa ấy, thì em rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Để có được những kinh nghiệm đấy thì cũng phải trả giá bằng rất nhiều chó. Tự nhiên nhìn cái yếm không nghĩ ra là con nào luôn. Đồng Tháp. Anh ở Đồng Tháp à? Ừ. Tao là anh Đồng Tháp. Đấy, các bạn lần lượt đi vào chuồng. Ở đây đầy dây thôi chị Thúy ơi. Cậu Linh vừa cầm một đống dây này.
Ừ. Nhưng mà vì bạn ấy bán rồi nên là anh ấy lại phải chọn con khác. Con này đi đâu nhỉ Ngọc nhỉ? Bình Định. Bình Định à? Bình Định cũng nhanh mà, Bình Định chắc phải mai là nhận được nhỉ. Bình Định còn gần hơn Huế. Ý lấy không thối thì có mà gọi là gì? Cậu để buộc nốt đi, cậu lấy xe lại đây buộc lên đi cậu ơi. Có khi anh Thịnh cho mấy con cái vào để cậu Linh cậu buộc lên đây để đi lên đây cho nó dễ này. Cho mấy con cái lên trên này này. Nhà em bây giờ em sẽ quay một cái video giới thiệu về cái phố nhà em một chút nhé. Thì mọi người có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến chó Bách Dê Bỉ, hoặc là muốn mua chó con, hoặc là phối giống, hoặc là có bất kỳ thắc mắc gì về cách nuôi, cách chăm Bách Dê Bỉ, thì mọi người có thể liên hệ với các số hotline bên em để bọn em tư vấn nhé. Hoặc là để lại bình luận bên dưới comment, để bên dưới phần bình luận để bọn em có đề tài bọn em làm video rồi, và em giải đáp cho mọi người ạ. Xin chào mọi người. Để cho bọn nó đi đã.